Thưa quý vị, hôm ngày 3 tháng 12, bà Hóa đã bất ngờ ghé thăm một xưởng sản xuất các loại tượng bằng vật liệu nhựa và composite ở Đồng Nai, khiến hơn 1.000 m2 nhà xưởng cùng như vật liệu, thành phẩm bên trong bị thiêu rụi. Rất may mắn vụ cháy này không gây thiệt hại về người. Hiện công an huyện Trảng Bom đang tiếp tục điều tra nguyên nhân. Ngay bây giờ xin mời quý vị cùng theo dõi một số hình ảnh tại hiện trường vụ cháy lớn này. Trưa ngày 3 tháng 12, người dân tại ấp Thanh Hóa, xã Hú Nai Ba, huyện Trảng Bom hốt hoảng khi thấy khói và lửa bốc lên cao từ một xưởng chuyên sản xuất các loại tượng thờ bằng chất liệu nhựa composite. Chỉ trong ít phút ngọn lửa bao trùm cả khu xưởng rộng một 000 m vuông. Nhận tin báo, phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh đã xuất 4 xe chữa cháy cùng hơn 20 cán bộ chiến sĩ tiếp cận hiện trường dập lửa. Do bên trong xưởng chứa vật liệu nhựa nên phát sinh nhiều khói và khí độc, xưởng lại nằm cuối một con hẻm lớn nên lực lượng chữa cháy phải chia ra nhiều hướng để tiếp cận đám cháy. Cảnh sát phòng cháy chữa cháy đã khống chế đám cháy, không để cháy lan sang các xưởng và khu dân cư liền kề. Vụ cháy không gây thiệt hại về người nhưng đã thiêu rụi khoảng 1.000 mét vuông xưởng cùng nhiều vật liệu, thành phẩm bên trong.